sẽ cấy chỉ cho bệnh nhân Nguyễn Văn Phúc mắc thoái hóa cột sống thắt lưng. Thoái hóa cột sống có thể xảy ra ở cột sống cổ, cột sống ngực trên và giữa lưng hoặc cột sống thắt lưng phần dưới trở lại. Thoái hóa cột sống thắt lưng và thoái hóa cột sống cổ là tình trạng phổ biến nhất, triệu chứng thường gặp. Các triệu chứng thường gặp của bệnh thoái hóa cột sống là cứng hoặc đau ở cổ hoặc lưng. Thông thường, khi nằm xuống thì bạn sẽ thấy dễ chịu hơn, yếu hoặc tê ở chân hoặc tay. Tình trạng nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh cột sống hoặc tủy sống, đau ở vai, đau đầu. Bạn có thể gặp các triệu chứng khác không được đề cập. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các dấu hiệu bệnh, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Nguyên nhân gây bệnh: khi bạn già đi, xương và dây chằng ở cột sống trở nên yếu, dẫn đến tình trạng gai cột sống, viêm xương khớp. Các đĩa đệm bị thoái hóa và suy yếu, gây ra thoát vị đĩa đệm và lồi đĩa đệm. Kết quả là bạn có thể gặp phải một số triệu chứng của thoái hóa cột sống. Những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh thoái hóa cột sống: tuổi tác. Các triệu chứng thường xuất hiện lần đầu trong độ tuổi từ 20 và 50. Hơn 80% người trên 40 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh thoái hóa cột sống sau khi chụp X quang. Giới tính: đối với những người dưới 45 tuổi, viêm xương khớp xuất hiện nhiều hơn ở nam giới. Sau 45 tuổi, viêm xương khớp xuất hiện nhiều hơn ở phụ nữ. Ngoài ra, thừa cân, chấn thương, xu hướng di truyền. Những người làm việc hoặc hoạt động thể lực có tác động lên các khớp nhất định cũng có nguy cơ mắc thoái hóa cột sống. Quý vị thân mến, có rất nhiều phương pháp có thể điều trị các căn bệnh trên, trong đó phương pháp cấy chỉ Catgut được đánh giá là một trong những phương pháp hàng đầu bởi tính ứng dụng cao, hiệu quả điều trị lâu dài, ít gây ra biến chứng. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.